Đây là chương trình truyền hình qua mạng của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do truyền đi từ thủ đô Washington DC. Chúng tôi là Trân Như, thay mặt toàn Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị. Bây giờ là 10 giờ tối giờ Việt Nam ngày 26 tháng 4 năm 2017. Trong phần thời sự hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trình bày liên quan đến vụ đồng tâm Mỹ Đức như thử thách của nền tư pháp Việt Nam. Tiếp đến là nhận định về tình trạng sói lở bờ sông ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và sau cùng sẽ là tin về khu giải trí 3A Station ở Sài Gòn sắp bị giải tỏa. Mời quý vị cùng đón xem đến cuối chương trình. Và sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày liên quan đến Việt Nam. Bộ Tư pháp Việt Nam cho biết nghị định mới do Bộ Công an soạn thảo sẽ không cấm người dân sử dụng các phương tiện hay phần mềm ngụy trang để ghi âm ghi hình. Nghị quyết về kinh tế tư nhân sẽ được đưa ra tại Hội nghị Trung ương 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 5 tới đây. Trong khi đó, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại ông Trương Đình Tuyền cho biết kinh tế tư nhân hay doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam vẫn bị phân biệt đối xử. Tỉnh Nghệ An yêu cầu các chức sắc tôn giáo ở giáo phận Vinh không cho linh mục Nguyễn Duy Tân tiến hành các nghi lễ tôn giáo tại xứ Phú Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Sau đây là phần tin chi tiết thưa quý vị. Và Bộ Tư pháp Việt Nam hôm 26 tháng 4 cho biết là nghị định mới do Bộ Công an soạn thảo sẽ không cấm người dân sử dụng các phương tiện hay phần mềm ngụy trang để ghi âm ghi hình. Nói với báo giới trong cuộc họp báo tại Bộ Tư pháp vào sáng 26 tháng 4, ông Lê Đại Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự Kinh tế, Bộ Tư pháp khẳng định, Hiến pháp quy định nguyên tắc mọi tổ chức, cá nhân được làm điều pháp luật không cấm. Vì vậy, dự thảo nghị định mới do Bộ Công an đề xuất không thể cấm người dân sử dụng các thiết bị như đã nói. Ông Hải cũng cho biết, Bộ Tư pháp sẽ hoàn thiện báo cáo thẩm định theo hướng ai đáp ứng điều kiện gì thì được kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng ghi âm, ghi hình, định vị mà không quy định đối tượng sử dụng mặt hàng đó. Ông Hải cũng cho biết, đây là lần thứ ba đề xuất của Bộ Công an đến Bộ Tư pháp và cơ quan chủ quản đã thai nghén nghị định này mấy năm rồi. Hồi đầu tháng này, Bộ Công an đề xuất một dự luật, trong đó quy định chỉ cơ quan bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được sử dụng thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị phục vụ cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Đề xuất này đã vấp phải nhiều chỉ trích của cộng đồng vì cho rằng quy định này nếu được ban hành sẽ ảnh hưởng tới hoạt động thu nhập chứng cứ, đấu tranh chống tiêu cực của nhà báo, công dân và giới luật sư. Thưa quý vị, Bộ Tư trưởng Thông tin Truyền thông, ông Trương Minh Tuấn và đại diện cấp cao của Facebook có cuộc làm việc vào chiều ngày 26 tháng 4 ở Hà Nội. Phía đoàn cao cấp Facebook là do bà Monica Pricker, Giám đốc chính sách nội dung toàn cầu của Facebook làm trưởng đoàn. Tin cho biết là tại cuộc gặp thì người đứng đầu ngành thông tin truyền thông của Việt Nam đưa ra yêu cầu Facebook tháo gỡ các tài khoản bị cho là mạo danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn được cho biết đánh giá cao vai trò thiết yếu của Facebook trong sự phát triển kinh tế xã hội. Ông cho biết thêm rằng hiện tại Việt Nam có 92 triệu dân, trong đó có 45 triệu người sử dụng Facebook. Ông cũng tiết lộ rằng nhiều lãnh đạo Việt Nam nói chung và chính bản thân nói riêng cũng là người sử dụng Facebook để trao đổi, kết nối với bạn bè. Tuy nhiên, cũng tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông đã trao đổi với đoàn cao cấp Facebook về thực trạng nhiều cá nhân lập những tài khoản mạo danh, kích động bạo lực trên Facebook, xâm hại trẻ em, xâm hại đời tư cá nhân, xúc phạm nhân phẩm, xâm phạm đời tư của phụ nữ và đặc biệt là mạo danh các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam. Ông Trương Minh Tuấn đã yêu cầu Facebook tháo gỡ những tài khoản như vậy để tránh bôi nhọ, đăng tải nội dung xấu làm ảnh hưởng đến người khác, tạo môi trường Facebook lành mạnh. Truyền thông trong nước loan tin qua trao đổi của ông Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Việt Nam, phía đoàn Facebook bày tỏ thiện chí hợp tác với Việt Nam để tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam. Bà Monica đã đại diện cam kết rằng tất cả các tài khoản đăng tải nội dung xấu mang tính chất bôi nhọ người khác sẽ được Facebook can thiệp gỡ bỏ. Trước đó, Việt Nam đã yêu cầu Google gỡ bỏ hơn 2.000 clip bị cho là nói xấu bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước trên YouTube và cho đến nay đã có hơn 1.000 clip đã bị xóa.
Thưa quý vị, nghị quyết về việc phát triển kinh tế tư nhân sẽ được ban hành tại Hội nghị Trung ương 5 khóa 12 dự kiến là diễn ra vào đầu tháng 5 tới đây. Tin được thời báo Kinh tế Sài Gòn Online loan đi ngày 26 tháng 4, trích dẫn lời phát biểu của Trưởng ban Kinh tế Trung ương, ông Nguyễn Văn Bình tại Diễn đàn Kinh tế Tư nhân ở Hà Nội do Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam tổ chức. Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh rằng phát triển kinh tế tư nhân là yêu cầu tất yếu, khách quan và cấp thiết, rằng phải biến kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, ông nói tiếp, sự phát triển nhanh chóng, đa dạng, bền vững với tốc độ tăng trưởng cao của nền kinh tế tư nhân góp phần tích cực vào tăng trưởng GDP, tổng sản phẩm nội địa, nâng cao đời sống nhân dân để tiến tới công bằng xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Vẫn theo lời ông Bình, cho đến giờ, kinh tế tư nhân của Việt Nam chưa thể hiện được vai trò một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường. Số liệu cho thấy, kinh tế tư nhân trong nước chủ yếu tập trung vào hộ kinh doanh gia đình hay cá nhân, chiếm gần 38% GDP, trong lúc các thành phần khác của nền kinh tế tư nhân chỉ chiếm gần 8% GDP trong năm 2015. Đảng và Chính phủ Việt Nam vẫn duy trì quan điểm doanh nghiệp nhà nước là chủ đạo trong nền kinh tế đất nước. Thưa quý vị, kinh tế tư nhân hay doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam vẫn bị phân biệt đối xử là nhận định của Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyền tại Diễn đàn Kinh tế Tư nhân hôm 26 tháng 4. Ông đánh giá doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có nhiều điểm yếu kém, thí dụ thói quen làm ăn kiểu chụp giật hay tranh thủ kiếm lợi qua chính sách xin cho, không chủ yếu coi trọng quyền lợi khách hàng, không dự kiến được kế hoạch kinh doanh dài hạn. Đây là những điều mà ông Trương Đình Tuyển cho rằng doanh nghiệp tư nhân nên chú ý để tìm cách tái cơ cấu, nâng cao khả năng cạnh tranh để có thể dần dần chiếm lĩnh thị phần. Mặt khác, trong lĩnh vực minh bạch và công khai, báo cáo của tổ chức hướng tới minh bạch cho thấy doanh nghiệp Việt không thích công khai phòng chống tham nhũng. Đây là kết quả thăm dò của tổ chức hướng tới minh bạch dựa trên 30 doanh nghiệp lớn ở Việt Nam, gọi là TRAC Việt Nam 2017, lần đầu tiên được thực hiện trong nước, bao gồm các công ty niêm yết, công ty vốn đầu tư nước ngoài FDI và công ty quốc doanh. Thưa quý vị, tỉnh Nghệ An yêu cầu các chức sắc tôn giáo ở giáo phận Vinh không cho linh mục Nguyễn Duy Tân từ phía Nam ra tiến hành các nghi lễ tôn giáo tại xứ Phú Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Yêu cầu đó được ghi trong công văn mang số 2829 gửi đi vào ngày 26 tháng 4. Công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An do Phó Chủ tịch Lê Văn Đại ký tên, gửi các vị chức sắc giáo phận Vinh gồm Giám mục Nguyễn Thái Hợp, hai linh mục Nguyễn Văn Vinh và Nguyễn Văn Đinh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nói rằng, trong những buổi giảng lễ, linh mục Nguyễn Duy Tân đã có những lời lẽ xuyên tạc, vu cáo đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, cổ vũ các hoạt động tuần hành, biểu tình, gây phức tạp về an ninh trật tự trong thời gian qua. Và ở cuối công văn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên, không cho linh mục Tân đến giảng lễ ở xứ Phú Yên. Trao đổi với chúng tôi về công văn này, linh mục Đặng Hữu Nam cho rằng nội dung tố giác linh mục Nguyễn Duy Tân trong công văn mang tính chất vu cáo. Ông nói tiếp: yêu cầu tôi không được cho linh mục Nguyễn Duy Tân giảng lễ tại nhà thờ giáo xứ Phú Yên nữa. Đó là một cái điều hài hước, bởi vì việc sinh hoạt của giáo hội đó là việc riêng. Xã hội không thể can thiệp vào cái chuyện riêng của giáo hội. Cái việc mà bảo rằng là người ta ra lệnh cho tôi không được cho linh mục Tân đến dâng lễ tại tôi, thì cái điều đó có hài hước không? Khi mà nếu tôi yêu cầu anh không cho một người nào đó đến nhà anh. Thưa quý vị, New Zealand sẽ chi khoản tương ứng 3 triệu 700 ngàn đô la Mỹ cho giai đoạn mới nhất trong dự án cung cấp kỹ năng bảo đảm an toàn đập cho phía Việt Nam. Giai đoạn này tập trung vào tính an toàn cho 100 km dọc sông Cả. Tin được loan đi vào ngày 26 tháng 4, trích dẫn phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand, Murray McCurley, sau cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Hà Công Tuấn tại Hà Nội vào ngày 24 tháng 4. Theo Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand, thì nước ông hỗ trợ Việt Nam đánh giá hiệu quả những đập cần phải được sửa chữa, giúp các chủ đập phối hợp cùng cơ quan chức năng và cộng đồng, cũng như cải tổ chương trình huấn luyện cho những nhà quản trị nguồn nước trong tương lai. Giám đốc của tổ chức Dam Watch Engineering,
ông Peter Amos, thì cho báo giới biết rằng mục tiêu của khoản tài trợ như vừa nêu nhằm xây dựng năng lực tại Việt Nam, nơi có hệ thống đập lớn. Thống kê cho thấy Việt Nam hiện có hơn 7.000 đập dùng trong các lĩnh vực thủy lợi, thủy điện, cũng như cung cấp nước sạch. Đối với giai đoạn mới của dự án, New Zealand giúp cho Việt Nam dọc sông cả, thì mục tiêu nhằm giảm phân nửa số tử vong do lũ lụt gây nên, cũng như giảm 30% thiệt hại kinh tế vào năm 2021. Dự án An toàn đập Việt Nam New Zealand được tài trợ bởi New Zealand Aid Program. Các đơn vị thực hiện gồm Trường Đại học Thủy lợi Việt Nam, Damwatch Engineering và NNS Science của New Zealand. Không truy tố, truy tố trách nhiệm hình sự để tất cả những người đó theo pháp luật Việt Nam thì chưa đủ yếu tố pháp lý để có thể thực hiện được. Đó là ý kiến của luật sư Trần Quốc Thuận khi được hỏi về việc ai sẽ là người có quyền khởi tố hay truy tố trong vụ Đồng Tâm vừa qua. Tiếp đến là thông tin liên quan đến tình hình sói lở sông ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nguyên nhân từ đâu? Và sau cùng sẽ là phóng sự của thông tín viên Việt Nam gửi về liên quan đến khu giải trí 3A Station sắp bị đóng cửa vĩnh viễn. Mời quý vị đón xem trong vài ít phút nữa. Kính chào quý khán thính giả đến với chương trình truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Với lượng người tiếp cận công cụ mạng xã hội ngày càng tăng, Đài Á Châu Tự Do thực hiện chương trình truyền hình mạng phát trực tiếp và lưu lại trên Facebook, YouTube với mục đích giúp quý vị bắt kịp tất cả những diễn biến đáng chú ý tại Việt Nam. Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ của các chuyên viên kỹ thuật của Đài Á Châu Tự Do sẽ làm quý khán thính giả hài lòng về mọi mặt. Mong quý vị đón xem chương trình truyền hình mạng của Ban Việt ngữ RFA được phát hình trực tiếp bắt đầu lúc 10 giờ tối mỗi thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần trên Facebook và YouTube cũng như trên trang chủ RFA tiếng Việt. Kính thưa quý vị, dư luận tiếp tục tranh cãi xung quanh câu chuyện Đồng Tâm về những cái đầu tiên trong sự việc này. Không thiếu những ý kiến trái chiều được đưa ra sau cách giải quyết của chính quyền Hà Nội, đặc biệt là bàn tán về tính chất pháp lý và nội dung của bản cam kết do ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung viết và ký. Bên cạnh tính pháp lý là những vấn đề mang tính xã hội đọng lại sau Đồng Tâm. Cát Linh trình bày. Chỉ trong một tuần lễ, cái tên Đồng Tâm, Mỹ Đức đã vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ Việt Nam, gây chú ý trên cả những trang tin tức nước ngoài. Trong nước, có người so sánh và gọi đây là một tiên lãng thứ hai, có người nhìn Đồng Tâm và nghĩ về Ô Khảm. Nhưng cách Đồng Tâm khoảng 30 cây số là làng Dương Nội, nơi có bà Cấn Thị Thêu, người đấu tranh giữ đất đang bị 20 tháng tù giam theo điều 254 Bộ luật hình sự. Con trai của bà, anh Trịnh Bá Phương, hoàn toàn không có niềm tin với lời cam kết của ông Nguyễn Đức Chung. Anh kể lại câu chuyện đầu tháng 4 năm 2014. Thì ông Nguyễn Đức Chung khi đó còn đang là giám đốc công an thành phố Hà Nội, đã có buổi làm việc với mẹ em. Sau đó ông Chung cũng nói rằng sẽ giải quyết cái khúc mắc của người dân Dương Nội, tức là đầu tháng 4 thì ngày 24 năm 2014, thì lực lượng công an trong đó là có khoảng vài trăm tên côn đồ chở xe ô tô gậy gỗ đến ở Dương để đàn áp người dân Dương Nội. Trong đó là bố em đã bị đánh đập rất là tàn bạo, và sau đó đánh bất tỉnh mẹ em và dùng máy cỏ đưa mẹ em cho mẹ em trong bao tải để đưa đi vào tạm trại giam mà không đưa đi cấp cứu. Không được thuyết phục đối với lời hứa của ông Nguyễn Đức Chung, Trịnh Bá Phương đặt cả nghi vấn về tính pháp lý của bản cam kết. Vấn đề anh đưa ra cũng có khá nhiều ý kiến tương đồng từ dư luận. Là việc mà ông Chung là hiện nay đang là giữ chức là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mà đưa ra cái quyết định là không truy tố, không khởi tố thì ông ấy đã ý kiến. Nói rõ thêm về vấn đề này, luật sư Đặng Đình Mạnh, công tác tại Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh gọi là tím quyền tư pháp. Theo biện luận của ông, tuy Việt Nam không có tam quyền phân lập, nhưng nguyên tắc xét xử, nguyên tắc tư pháp vẫn là nguyên tắc xuyên suốt, nguyên tắc độc lập. Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, luật sư Trần Quốc Thuận cũng đồng quan điểm ở nội dung này. Là không truy tố trách nhiệm hình sự cho tất cả những người đó theo pháp luật Việt Nam thì chưa đủ yếu tố pháp lý để có thể thực hiện được. Đó dù cái việc khởi tố hay truy tố
thì đó là cơ quan tư pháp, đó là công an, đó là viện sát, ông chủ tịch ủy ban không có thể có nói được. Tuy nhiên, luật sư Trần Quốc Thuận nhớ lại một nội dung trong lời phát biểu của ông Nguyễn Đức Chung trước khi đưa ra bản cam kết. Thì ông đã nói rằng trước khi tôi nói điều này thì tôi chưa có trao đổi với Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, như bên viện sát gì đấy. Và nếu mà cái viện Tô Lâm nó không đáp giọng để ông nói, thì cái lời nói nó có thể thực hiện được. Một cách nhìn khác, vẫn ở khía cạnh pháp lý, luật sư Đặng Đình Mạnh đặt vấn đề cần quan tâm ở bản cam kết của ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông xem đó như một sự thỏa thuận giữa chính quyền và người dân đồng tâm. Chính sự thỏa thuận đó, theo ông, là điều đáng lo ngại. Nó tạo một cái tiền lệ rất là xấu cho những cái trường hợp tương tự. Thật ra cái việc mà giải tỏa đất rồi dẫn tới cái việc mà khiếu kiện của người dân á, thì cái việc này không phải là chỉ có Hà Nội, chỉ có đồng tâm mới có, mà tất cả các tỉnh thành tại Việt Nam đều có cả. Từ hồi giờ thì có đa phần người dân đều chọn cái giải pháp đó là đi khiếu kiện một hợp pháp theo quy định của pháp luật, trình tự thế nào thì họ làm theo như thế. Có những số trường hợp ví dụ như là ở Văn Giang chẳng hạn hay ở Tiên Lãng thì thật ra những cái việc đó mang tính cách cá biệt thôi, nó không phải là tính cách phổ biến. Nhưng mà riêng cái sự kiện mà xảy ra ở Đồng Tâm mới này thì tôi nghĩ rằng là rất có thể là nó thành một cái tấm gương, một cái tiền lệ mà tất cả mọi cái việc trường hợp tương tự người ta cứ thử theo như đây mà người ta làm. Tại người ta cho rằng là cứ việc manh động bắt giữ người đi, rồi cứ việc chống người thi hành công vụ đi, rồi thậm chí cứ hủy hoại tài sản đi, rồi cuối cùng chẳng sao cả. Rồi sẽ có một cái ông quan đầu tỉnh nào đấy, ông đến rồi ông sẽ có một cái sự thương lượng, rồi ông cũng sẽ cam kết mọi chuyện là thành ổn thỏa cả. Tôi nghĩ là một cái sự thử thách rất lớn trong tương lai đối với lại cái nền tư pháp nước nhà. Trong những lời chia sẻ của luật sư Đặng Đình Mạnh, ông đồng ý khái niệm đối thoại thường được dùng cho biện pháp ngoại giao. Đối thoại để mang đến những giải pháp cho cả hai bên đều có lợi. Tuy nhiên, đối thoại giữa Thôn Hoành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì theo ông có vẻ như tính chất đối phó và không còn cách nào khác. Trên các trang mạng xã hội những ngày qua, rất nhiều lời ủng hộ và chúc mừng chiến thắng của người dân Đồng Tâm. Tuy nhiên, như luật sư Đặng Đình Mạnh, thì nếu Đồng Tâm thắng, thì luật pháp nước nhà đã thua rồi. Tiếp tục phần phóng sự hôm nay, thưa quý vị. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 4, có tất cả gần 20 căn nhà ven sông Vàm Nao ở An Giang bị đổ sụp xuống sông. Ông Lâm Quang Thi, Phó Chủ tịch tỉnh An Giang nói với báo chí rằng là nguyên nhân ban đầu có thể là do sông Vàm Nao là hợp lưu của hai dòng sông Tiền Giang và Hậu Giang, tạo nên dòng xoáy dưới đáy sông gây ra tai họa sụp đổ nhà cửa ở tại đây. Còn có nguyên nhân nào khác hay không? Kính Hòa trích dẫn ý kiến của một số nhà khoa học về vấn đề này. Theo tiến sĩ Võ Tòng Xuân, một chuyên gia về vùng đồng bằng sông Cửu Long sinh ra và lớn lên tại tỉnh An Giang, thì dọc dòng sông Mekong, chuyện lỡ bờ sông hoặc bồi đắp tạo nên các cồn cát giữa sông, hay còn gọi là cát cù lao là chuyện bình thường của thiên nhiên bao đời nay. Ngoài ra còn có một hiện tượng thiên nhiên nữa mà tiến sĩ Võ Tòng Xuân cho là góp phần vào chuyện sạt lở vừa qua ở sông Vàm Nao là do mưa lớn làm đất ven sông mềm đi. Nhưng tiến sĩ Võ Tòng Xuân cho rằng nạn khai thác cát dọc sông Cửu Long đã góp phần gây ra tai họa sụp lở cho cư dân ven sông. Cái việc mà lấy cát lòng sông, người ta cứ lén người ta lấy, nhưng mà có khi là người ta cũng thông đồng với lại những người chính quyền để mà họ lấy cát. Ví dụ như là bây giờ bên Singapore lấy cái bãi bây giờ nó làm sân golf, rồi nó lấn biển bên Singapore đó, thì nó là cát của lòng sông Cửu Long mình không. Cái hiện tượng này nó đã xảy ra từng cả chục năm nay. Sông của mình nó bị lỡ là việc tất nhiên thôi. Chỉ có một cách là bây giờ mình phải cấm cái vấn đề lấy cát ở lòng sông. Với nhu cầu cao về cát xây dựng và lấn biển ở Singapore, trong suốt 2 năm nay rất nhiều công ty đổ xô vào khai thác cát trên tất cả các dòng sông Việt Nam, từ Bắc chí Nam. Lợi nhuận cao đến nỗi làm nảy sinh các vụ xung đột giữa những người khai thác cát và dân chúng. Thậm chí Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị dọa giết vì muốn ngăn cản nạn khai thác cát ở tỉnh này. Ngay sau vụ lỡ sông Vàm Nao, ông Nguyễn Trung Lập, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh An Giang, cho chúng tôi biết biện pháp để bảo vệ người dân sống ven sông.
ủy ban tỉnh rồi này kia, ta có cái quy hoạch di dời những cái nhà đó để mà cho nó an toàn hơn. Khai thác cát mà bừa bãi thì nó sẽ gây cái sạt lở. Ở trên này ra cũng kiểm soát cũng chặt chẽ. Theo tiến sĩ Võ Tòng Xuân thì để bảo vệ người dân phải xây kè dọc bờ sông, nhưng ông nói là với những dòng chảy sâu phát sinh do nạn khai thác cát, có bờ sông có độ sâu đến 30 mét, rất khó để xây kè, mặc dù với sự giúp đỡ của các chuyên gia Hà Lan trong lĩnh vực đê điều. Ngoài nạn khai thác cát quá lớn trên sông, một chuyên gia trong mạng lưới sông ngòi Việt Nam còn cho chúng tôi biết qua email rằng cát đập nước trên sông thượng nguồn sông Mekong, trong đó phần lớn là do Trung Quốc xây dựng, cũng góp phần làm xói lở ở hạ lưu sông Mekong là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo số liệu của tiến sĩ Võ Tòng Xuân thì tại trạm quan trắc Krache bên Campuchia, thì vào mùa khô, lưu lượng nước của sông Mekong là 16.000 mét khối một giây, đến mùa lũ là 40.000 mét khối một giây. Này với sự vận hành của các đập thượng nguồn thì độ chênh lệch này càng lớn hơn nữa. Mấy cái đập trên đó, trên lý thuyết, mùa lũ thì họ sẽ giữ nước lại cho mình. Còn mùa khô thì họ xả nước ra, lý thuyết là vậy. Nhưng trong thực tế là họ không có. Trong thực tế là trong mùa khô thì họ vẫn khô. Các cái số liệu cho thấy là mấy cái đập nó cũng không có nhiều nước gì như mình tưởng. Trong khi đó trong mùa mưa nó cũng chứa rất nhiều nước. Nó phải xả theo, không thôi là nó dở đập nó. Tiến sĩ Võ Tòng Xuân trích dẫn báo Thái Lan cho biết là cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo của Trung Quốc đã từng đi thị sát nạn hạn hán tại tỉnh Vân Nam trong mùa khô, và ông không dám vào nhà dân chúng vì biết họ thiếu nước trầm trọng. Nay các đập nước tại Vân Nam ra đời sẽ giữ nước của sông Mekong lại vào mùa khô và sẽ xả ra vào mùa lũ. Với chế độ khí hậu gió mùa, hai mùa mưa nắng của vùng Đông Nam Á, các đập nước này làm cho vùng hạ lưu khô hơn vào mùa khô, nhiều nước hơn vào mùa lũ, không khác gì nạn lũ chồng lên lũ do các đập thủy điện nhỏ và vừa ở miền Trung Việt Nam gây ra. Chỉ khác là sự xói lở ở vùng đồng bằng sông Cửu Long không được cảm nhận tức thời như các con sông ngắn ở miền Trung. Và tương lai không chỉ có các đập nước ở Vân Nam, mà còn có các đập nước thủy điện ở vùng Thượng Lào và Hạ Lào. Thưa quý vị, nhiều người tại Sài Gòn, nhất là các bạn trẻ, đang tỏ ra tiếc nuối khu 3A Station, nơi sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn vào đầu tháng năm tới đây. Lý do vì sao? Nhóm phóng viên của Đài Á Châu Tự Do tại Việt Nam ghi nhận. Với một tổ hợp rộng hơn 2.000 m2, bao gồm các quán cà phê, cửa hàng thời trang, phòng triển lãm, nơi tổ chức các sự kiện, sân khấu trình diễn và có cả những bức tường để thoải mái vẽ graffiti. Tất cả đã làm cho 3A Station trở thành điểm gặp gỡ của rất nhiều bạn trẻ Sài Gòn. Không gian ở đây toát lên sự tự do, thể hiện qua từng nét vẽ phong cách trên tường. Nó cũng không ồn ào, ngột ngạt như ngoài phố xá. Và không gian hoài cổ càng góp phần làm cho nơi này trở thành điểm đến cuốn hút ngày cũng như đêm. Đây là một cái sân chơi cho giới trẻ hay, nói chung là thuộc về hip hop. Ở đây hay là tổ chức nhiều cái hoạt động về hip hop như là vẽ graffiti, nhảy hip hop hay là những cái rap show hoặc là những cái festival DJ âm nhạc. Thấy đây, ở đây người ta ít mà người ta ai cũng biết chỗ này, ai cũng thích tới hồi đó tới đây chụp hình hay là cái gì. Thoải, I mean, nó thoải mái. Ta tới chơi có shopping hồi đó có đồ, hồi đó không có quán bar mà giờ đi đó. 3A Station đang trong quá trình tháo dỡ và sẽ vĩnh viễn đóng cửa sau 3 năm hoạt động. Những ai ít nhiều từng vui chơi ở đây như Hiệp và các bạn đều tiếc nuối và lo ngại vì không dễ tìm được nơi nào như 3A ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn thì rất ít là dân chơi dành cho các giới trẻ. Bởi vì 3A là một nơi giống như kiểu quy tụ tất cả các yếu tố như là nhà hàng, quán nước, khu vui chơi để cho các bạn trẻ có thể đến và tham quan cũng như thưởng thức các loại hình nghệ thuật ở 3A. Facebook cũng Google xem là có những cái nơi nào nó đẹp để đến đi chơi không. Thì cái chỗ ga 3A này thì là trong cái list top 10, thành ra là đến đủ cả luôn. Và đúng như vậy, nơi này không chỉ thu hút bạn trẻ Sài Gòn mà còn khách du lịch. Các bạn trẻ ở tận Hà Nội khi vào Sài Gòn cũng ghé thăm nơi này, như lời bạn nữ vừa nói khi nãy.
hai bạn sinh viên ở Sài Gòn biết tin nơi này sắp bị đập bỏ, nên cũng tranh thủ đến chụp ảnh. Rất là tiếc lắm anh, nên là biết hôm nay được nghỉ nên đi. Chắc là biết không ấy nữa, không có nữa. Sự tiếc nuối này không chỉ ở các bạn trẻ, mà ngay cả những người buôn bán ở đây. Bây giờ, họ phải bắt đầu tìm một nơi mới để kinh doanh. Kỷ niệm thì rất nhiều, ký ức cũng rất nhiều. Không biết tả sao hết. Giờ đi thì chỉ thấy buồn thôi. Mình tiếc nơi này thôi. Cái nơi này nó buôn bán, không có ồn ào như những mấy cái trung tâm khác. Chị rất thích ở đây. Đi thì mình cảm thấy mình tiếc. Những bức vẽ này cũng sẽ bị xóa bỏ. Đây từng là nơi các bạn trẻ giao lưu nghệ thuật với những vị khách đến từ nhiều nơi trên thế giới. Cũng tiếc, nhưng mà hy vọng là sau khi cái này đập đi thì sẽ có một cái khác tốt hơn được xây nên. Hoặc là hy vọng sẽ có một cái sân chơi tốt hơn cho Rocketty ở Sài Gòn. Ngoài 3A, Skatepark với lại Sài Gòn Outcast thì cũng không có nhiều chỗ. Em tới cái Station 3 này cũng 2-3 năm nay rồi. Thì nói chung là tới đây cũng vui, thoải mái. Nói chung là ở đây mọi người cũng như tới đây vì nghệ thuật, rồi uống nước, giao lưu rồi này nọ. Nhưng mà nó đập thì cũng hơi buồn, tiếc. Tại vì một chỗ cũng giao lưu thú vị. Để đập rồi thì sẽ bớt đi, cũng như là mất đi một cái điểm dành cho giới trẻ đi chơi này nọ. Em thì cảm thấy mệt mỏi thì em tới đây giống như là giao lưu, nói chuyện với mấy anh ở đây này nọ. Em trao đổi về, em thì trao đổi về mấy ảnh hay là những cái nghệ thuật này nọ. Phía cơ quan chức năng nói 3A Station bị dẹp, nhưng một địa điểm hay hơn, tốt hơn sẽ được xây dựng. Nhiều ý kiến tiếc nuối 3A Station nói rõ, trong thời gian chờ đợi nơi được hứa hẹn như thế, họ kiếm đâu ra một nơi để thay thế. Quý các thính giả có thể sử dụng OFA app để xem trực tiếp những tin tức mới nhất cũng như toàn bộ các chương trình của Đài Á Châu Tự Do bằng điện thoại di động và các thiết bị cầm tay. Qua đó, quý vị có thể nhận báo tin về các diễn biến mới nhất cũng như quý vị có thể chia sẻ các tin tức của Đài Á Châu Tự Do với bạn bè và người thân qua các trang mạng xã hội. Xin tải về tại App Store hoặc Google Play. Phần phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình truyền hình của Đài Á Châu Tự Do tối nay. Mời quý vị đóng góp ý kiến cũng như chia sẻ thông tin với chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ viettv@rfa.org hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua mạng xã hội Facebook tại facebook.com/rfa Việt Nam, gửi vào mục inbox hay ngay trên trang YouTube của chúng tôi tại youtube.com/rfa Vietnamese. Và mời quý vị cùng trở lại đón xem chương trình truyền hình trực tiếp của chúng tôi vào thứ Sáu tới đây, ngày 28 tháng 4, cũng vào lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam. Ngoài ra thì Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do chúng tôi còn có chương trình phát hình lúc 15 phút mỗi ngày từ thứ ba đến thứ tư, được phát trực tiếp trên Facebook và YouTube vào lúc 8 giờ 15 phút sáng giờ Việt Nam. Mời quý vị cùng đón xem. Cho như thay mặt toàn Ban Việt ngữ cầu chúc quý vị một giấc ngủ an lành và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Mến chào tạm biệt.